nay thì trong vườn con nở cây tràm sáu mắt. Đây, cây này là hàng đài của chú ơi. Tràm sáu mắt trên thị trường thì thực sự nó bán rất là nhiều cây con á, cây gieo hạt mấy chục ngàn cây, nhưng mà tỷ lệ nở ra sáu mắt không có đâu, nó thấp lắm. Còn cây này cả triệu mấy một cây lận. Hình thức cây nó là đây ạ. Con này con cũng mới mua về thôi, mua về để sổ, nó mới vừa nở. Đây một mặt, đây một mặt. Nói chung khuôn bông rất là đẹp, khuôn bông tròn. Cực kỳ thơm luôn ạ. Còn bụi này thì có một cây ở trên. Bụi này thì chuẩn bị nở thôi. Vừa hé ra. Công nghệ làm mô của đài thì nó gọi là nó siêu hơn Thái. Thái thì nó làm số lượng nhưng mà nó không có chất lượng bằng đài. Đài thì nó làm ít hơn Thái nhưng mà chất lượng của nó rất là ổn định. Ví dụ một cái cây mà nó đột biến thì khả năng nó làm ra cây đột biến, cây con đột biến cao hơn Thái. Thái thì nó cứ vậy, nó chơi số lượng thôi. Cây mà anh đột biến một cái là nó ươm hạt, nó làm mô, nó làm các kiểu cho ra số lượng lớn cây con vậy, rồi nó bán ra thị trường giá rất là rẻ. Nhưng mà trong đó thì tỷ lệ sổ ra giống cây mẹ thì lại ít, bởi vì tiền nào của nấy mà. Cây tràm sáu mắt này thực sự thì cũng rất lâu rồi trên thị trường, cũng có tiếng trên thị trường rồi, nhưng mà mặt hoa thì sổ ra không có nhiều, không có thấy nhiều người khoe mặt hoa của nó. Bởi vì mua những cây, những cây con, những cây gieo hạt như thế này về trồng 2-3 năm sổ ra, thì trong cái thời gian 2-3 năm đó thì rất là lâu. Còn những người mà có cây lớn rồi họ sổ ra, họ đã có mặt hoa chơi từ 2-3 năm trước rồi. Nó vừa mới nở 2-3 mặt á, thì con đăng lên cho cô chú cùng ngắm thôi. Dạ rồi, con xin chào cô chú ạ.